Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mình xin trình bày tiếp theo về phần Giêsu và quốc gia, và một đề tài nữa là bài những bài giảng trên núi của Giêsu. Đầu tiên, Giêsu và quốc gia. Trong phần trên tôi đã trình bày những quan điểm và cung cách hành xử của Giêsu đối với gia đình. Từ đó chúng ta có thể tiên đoán rằng nếu quan điểm của Giêsu đối với gia đình thuộc loại bất bình thường, thì quan điểm của ông ta đối với quốc gia, dân tộc chắc cũng chẳng khác biệt là bao nhiêu. Thật vậy, nếu chúng ta đọc kỹ cuốn Tân Ước và tổng hợp những quan điểm của Giêsu về quốc gia, dân tộc, thì chúng ta sẽ thấy chúng phản ánh một tâm hồn bệnh hoạn, sống trong hoang tưởng, ảo tưởng của một con người mà đầu óc để trên mây. Việc chứng minh luận cứ này chẳng có gì khó khăn, vì tất cả nằm trúng trong cuốn Thánh Kinh. Trong chương trên, một bằng chứng ngụy tạo thứ hai, tôi đã trích dẫn nhiều câu từ Thánh Kinh chứng tỏ rằng Giêsu tin là ngày tận thế sắp tới và nước Chúa hay nước trời sẽ được thiết lập để thay thế cho nước Do Thái đang bị người La Mã thống trị. Muốn hiểu rõ những ý tưởng của Giêsu trong phần phân tích sau đây, tôi nghĩ chúng ta cần có một khái niệm rõ ràng về quan niệm nước trời hay nước Chúa của người Do Thái trong thời đại của Giêsu. Đây không phải là một quan niệm mới mẻ gì của Giêsu, mà là một lý tưởng thông thường nhất của tinh thần quốc gia Do Thái. Các nhà tiên tri trong Cựu Ước thường viết về quan niệm này lập thành một hướng niệm của người Do Thái mỗi khi dân tộc Do Thái bị Thiên Chúa của họ bỏ rơi, lâm vào cảnh khốn cùng, nô lệ. Muốn hiểu điều trên, có lẽ chúng ta cần trở lại một chút về lịch sử Do Thái. Dân tộc Do Thái là một dân tộc du mục và trong lịch sử luôn luôn gặp những bất hạnh như nô lệ và lưu đày. Trong nhiều thế kỷ lâm vào những cảnh khốn cùng này, người Do Thái vô cùng hoang mang, vì từ trước đến nay họ vẫn tin rằng dân tộc mình được thần Gia-vê, nghĩa là Chúa Cha, đặc biệt chọn lựa và cưng nhất. Qua những giao ước và hứa hẹn của thần với các ông tổ Abraham, Isaac, Jacob và Môi-se trong Cựu Ước, nay những thực tại lịch sử chứng tỏ rằng những giao ước của Chúa Cha với Abraham, vân vân, chỉ là những chiếc bánh vẽ trên trời. Giới tiên tri thông thái lãnh đạo dân Do Thái bèn đổ tội lên đầu dân Do Thái, giải thích rằng vì dân Do Thái tội lỗi nên bị thần phạt, dân Do Thái cần phải thống hối, cầu nguyện và tin vào thần Gia-vê thì sẽ có ngày thần của họ đối thương. Và một đấng cứu tinh của dân tộc Do Thái sẽ xuất hiện để tiêu diệt những kẻ thống trị, khôi phục chủ quyền của dân Do Thái. Đấng cứu tinh mà dân Do Thái mong đợi thật ra chỉ là một anh hùng dân tộc có công với dân Do Thái. Tương tự như David khi xưa đã đưa Do Thái lên địa vị anh hùng mạnh trong vùng Trung Đông, chứ không phải là đấng cứu thế, cứu rỗi linh hồn lên hiệp thông với thần của họ trên thiên đường. Do đó vị cứu tinh dân tộc này phải thuộc dòng dõi của vua anh hùng Do Thái David. Vào thời điểm Giêsu sinh ra đời thì dân Do Thái đang sống dưới ách thống trị khắc nghiệt của La Mã. Do đó dân Do Thái cũng như trong những thời kỳ bị chinh phục và bắt làm nô lệ trước, mong chờ và tin rằng thần Gia-vê sẽ đối thương đến họ. Và một đấng cứu tinh thuộc dòng dõi vua David sẽ xuất hiện để giải phóng dân tộc. Và quan niệm nước trời nguyên thị của người dân Do Thái rất đơn giản, đó chỉ là sự biến đổi thế giới thường thành một thế giới mà thần của họ sẽ trực tiếp cai quản công việc thế gian, và do đó
khôi phục những phúc lợi của dân Do Thái, dân đã được thần chọn. Người Do Thái tin tưởng rằng nơi nước trời hay nước của Chúa này, dân Do Thái sẽ sống chung sung sướng với sữa và mật tràn đầy. Dưới sự quản trị và ân sủng trực tiếp của thần Giá-vê, các tín đồ Ca-tô Việt Nam từ trên xuống dưới không biết về lịch sử Do Thái, không đủ khả năng tự mình đọc và hiểu lấy Kinh Thánh, không hiểu ý nghĩa của nước trời hay nước Chúa. Trong Thánh Kinh nghe lời giảng hoang đường, huyễn hoặc của giới giáo sĩ, nên coi đó là một nước ở trên thiên đường và gọi là nước cha trị đến, mà không hiểu rằng nước này chỉ là một nước mà Chúa Cha đang trị vì, cai quản các việc thế gian của dân Do Thái như một ông vua trên trần thế. Theo niềm tin của dân Do Thái thời bấy giờ, chứ chẳng dính dáng gì tới bất cứ dân tộc nào khác trên thế giới. Thật vậy, trong cuốn A Time for Chitan Candor, giám mục James ở Beaker của giáo xứ California viết như sau, trang 109. Quan niệm về thế giới của Giê-xu là quan niệm trong thời đại của ông ta. Quan niệm về một nước Chúa mà ông ta nhấn mạnh là quan niệm đã được đưa vào Do Thái giáo từ thế kỷ thứ 5 trước thời kỳ đại thông thường này. Dưới ảnh hưởng của Zoroaster, một nhà tiên tri Ba Tư trong thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, ông ta, Giê-xu, chịu ảnh hưởng giáo lý của dân Essen. Như là chúng ta càng ngày thấy đó là điều hiển nhiên qua những bản dịch của cuộc kinh trong biển chết. Ông ta có một đầu óc giới hạn, điều này nói đúng hơn với mọi người. Thí dụ giống như các ông thầy tu Do Thái. Cùng thời, ông ta cho rằng chính David viết tất cả những bài thánh vịnh, cho nên ông ta đã chưng dẫn David như các tác giả bài thánh vịnh số 110. Thực ra là một bài đã được viết sau thời David. Trong một cuộc tranh cãi với dân Pharisees, và ông ta nghĩ phù hợp với tâm cảnh về một ngày tận thế trong thời của ông ta, rằng ngày tận thế đã gần kề. Để phù hợp với sự khảo sát này của dân tộc Do Thái, hai tác giả Phúc Âm Matthew và Luke đã đưa vào đoạn nói về gia phả của Giê-xu thuộc dòng dõi vua David, mà không nghĩ ra rằng điều này hoàn toàn mâu thuẫn với huyền thoại Marie đồng trinh và Giê-xu là con của Chúa Thánh Thần. Như chúng ta đã biết, Giê-xu chịu ảnh hưởng của Cựu Ước, tin những lời giải thích của những bậc thông thái tiên tri Do Thái rằng dân Do Thái tội lỗi nên bị thần của họ phạt, nên khuyên mọi người hãy thống hối. Đúng như nhận định của giáo sư Đại học Herman Samuel Ribamroth ở trên, tất cả những điều giảng đạo của Giê-xu nằm trong hai câu có ý nghĩa y hệt nhau: hãy thống hối và tin vào Kinh Thánh, hoặc ở một nơi khác, hãy thống hối vì nước thiên đàng sắp tới. Nhưng quan niệm về nước Chúa hay nước thiên đàng của Giê-xu lại không phù hợp với quan niệm của người dân Do Thái, không đáp ứng được sự khao khát của dân Do Thái là được giải phóng khỏi ách nô lệ của La Mã. Cho nên dân Do Thái mới không tin Giê-xu là cứu tinh của dân tộc họ. Và khi Giê-xu bắt đầu đi lang thang thuyết giảng về những cái gọi là phúc âm và tự nhận mình là con thần Giá-vê, là đấng cứu thế, vân vân, thì Thánh Kinh viết rõ là gia đình ông và nhiều người cùng thời cho ông ta là điên. Thánh Kinh cũng viết có nơi khi ông tới, dân làng kéo ra ngoài, làng đuổi ông đi, không cho ông vào làng. Những lời rao giảng của ông không phù hợp với sự mong ước về một anh hùng dân tộc cứu dân Do Thái ra khỏi vòng tối tăm nô lệ của dân Do Thái. Tuy không đến nỗi phản quốc như Trần Lục của Việt Nam mang giáo dân đi hỗ trợ quân xâm lăng
để tiêu diệt kháng chiến quân. Vì trong thời đó Giê-xu chỉ có một nhóm người theo ông, nhưng ông cũng không chủ trương gây nên một phong trào kháng chiến để chấm dứt sự đô hộ của La Mã. Và trong vài trường hợp, ông còn chủ trương tuân phục sự thống trị của La Mã. Cái gì của Caesar thì trả lại cho Caesar. Vì vậy, dân Do Thái không công nhận ông là đấng cứu tinh của dân Do Thái và tiếp tục không công nhận cho tới ngày nay. Họ cho rằng ông không có tinh thần quốc gia dân tộc, đã nhận sẵn những danh hiệu cứu thế cũng như con Thiên Chúa. Nên khi ông bị đóng đinh trên thập giá, họ còn buông lời chế giễu. Theo kết quả nghiên cứu của Peter Jennings trên đài ABC trong chương trình The Search for Jesus gần đây, số người tin và theo ông không quá 15 người, kể cả 12 người gọi là tông đồ, và không có một người nào trung thành với ông. Tất cả đều bỏ trốn khi ông bị bắt cũng như bị hành hình. Một câu hỏi được đặt ra là tại sao Giê-xu lại có những lập trường, tác phong và hành động như vậy? Ngày nay, các học giả nghiên cứu Thánh Kinh và cổ sử đã tìm ra giải đáp. Đó là vì đầu óc Giê-xu không được bình thường, vì ám ảnh nhiều bởi những chuyện trong Cựu Ước cho đến một tâm bệnh hoang tưởng, cộng với mặc cảm về thân thế không mấy tốt đẹp của mình. Và những tư tưởng và hành động của Giê-xu bắt nguồn từ những chứng bệnh tâm thần như trên. Vì không làm chủ được chính mình nên những tư tưởng của Giê-xu không nhất quán, trước sau không giống nhau, chứa nhiều mâu thuẫn, lời nói thường không đi đôi với việc làm như chúng ta đã biết. Và nhất là ông toàn nói những chuyện trên trời dưới bể, không có gì là thực tế và không thể áp dụng được trong thời ông cũng như trong thời nay. Sau đây chúng ta sẽ đi vào phần chứng minh đối với quan niệm về quốc gia Giê-xu phân chia thế giới làm hai phần: nước của cha ông ở trên thiên đường cho những người theo ông, và tất cả các nước khác trên trái đất. Chúng ta không biết là Giê-xu biết được trên thế giới có bao nhiêu nước. Với kiến thức của những người viết Thánh Kinh, với quan niệm trái đất phẳng và dẹt như cái đĩa, trên có vòm trời bằng đồng thau, có những cánh cửa mà các thiên thần mở ra để cho mưa rơi xuống, thì tôi tin rằng sự hiểu biết của Giê-xu về các quốc gia trên thế giới chắc cũng không hơn gì sự hiểu biết của Thánh Augustine ở mấy thế kỷ sau. Người được coi là cha đẻ của nền thần học Cato và được Cato giáo tôn sùng, coi như có trí tuệ siêu việt, nhưng cũng là người không tin là trái đất hình cầu và phán rằng không thể nào có chuyện có người ở phía bên kia của trái đất. Vì Thánh Kinh không ghi lại bất cứ giống người nào như vậy trong các hậu duệ của Adam. Cho nên khi Giê-xu nói đến mọi nước, thì tôi tin rằng đó chỉ là một quốc gia ở quanh vùng Trung Đông mà thôi. Vì sống trong niềm hoang tưởng là mình được thần Gia-vê phái xuống để cứu dân Do Thái, và chỉ dân Do Thái mà thôi. Nhưng dân Do Thái lại không tin lời ông và không chấp nhận ông là đấng cứu tinh của họ, nên ông cho rằng họ không đáng được hưởng nước của thần Gia-vê. Do đó ở trong đền thờ, ông đã nói với những thầy tế lễ, lớp giáo sĩ của đạo dân Do Thái rằng, Matthew 21:243, cho nên ta nói cho các ngươi hay, nước của Thiên Chúa sẽ bị tước đi khỏi các ngươi và để cho một nước mang hoa trái của nó. Cái nước có phúc này là nước nào? Đó là nước của những người theo Giê-xu tìm kiếm nước của Chúa, chứ không lo tìm kiếm những nhu cầu vật chất như đoạn sau đây trong Thánh Kinh đã viết rõ. Luca 12:29-32, các ngươi đừng lo kiếm thức ăn thức uống, cũng đừng mang tâm lo lắng
vì đó là những thứ mà mọi nước trên thế giới đều lo kiếm. Và cha của các ngươi biết là các ngươi cần các thứ đó, nhưng hãy lo tìm kiếm nước của Chúa, và rồi các ngươi sẽ có thêm những thứ đó. Đừng có sợ bầy chiên nhỏ, vì đó là sự hân hoan của cha các ngươi cho các ngươi nước đó. Điều rõ ràng trong đoạn trên là Giê-xu đã chia thế giới ra làm hai: nước của Chúa cho bầy chiên nhỏ và mọi nước khác. Nước của Chúa là một nước hoàn toàn khác biệt với mọi nước khác, vì dân của nước này chỉ lo tìm kiếm nước của Chúa, chứ không như dân của các nước khác chỉ lo kiếm thức ăn, thức uống hoặc những nhu cầu vật chất cần thiết cho con người. Điều hiển nhiên là công dân của nước này không có bao nhiêu, vì tất cả hợp lại chỉ thành một bầy chiên nhỏ. Bầy chiên nhỏ này là những con chiên của Giê-xu. Người chăn chiên chí thiện với đặc tính là rất ngoan ngoãn, giống như những con cừu. Giê-xu lùa đi đâu thì phải đi đó, kể cả chuyện thù ghét cha mẹ, anh chị em. Nhưng Tân Ước cũng lại biết rõ Mắc-thêu 22:2.14, vì nhiều người được ơn kêu gọi nhưng chỉ có ít người được chọn. Cho nên ngày nay số người theo Giê-xu thì nhiều, nhưng số người được Giê-xu chọn để mà cứu rỗi chắc cũng chẳng là bao nhiêu, nhất là đối với những người đang sống trong những quốc gia Âu Mỹ, chỉ biết lo ăn, kiếm mặc, kiếm tiền. Và các nước Đông Phương, trong đó có Việt Nam, chỉ lo xóa đói, giảm nghèo, v.v. thì nước của Chúa không thể thuộc về họ. Họ không đủ tiêu chuẩn đòi hỏi của Chúa Giê-xu. Thánh Kinh đã viết như vậy. Mà Thánh Kinh là những lời mặc khải của Chúa, làm sao có thể sai lầm được? Có phải như vậy không? Quý vị tín đồ Kitô giáo, Cato cũng như tín lành. Sau khi chia thế giới ra làm hai, nước của Chúa và mọi nước khác, Giê-xu sẽ đối xử với các nước này ra sao trong tương lai? Thánh Kinh cũng lại viết rất rõ. Mắc-thêu 25:2.31 đến trang 34. Khi con của người, nghĩa là Giê-xu, tới trong vinh quang, và mọi thiên sứ thánh cùng với tới người, thì người sẽ ngồi trên ngai vĩnh hiển, vinh hiển của người, dân của. Mọi nước trên thế giới sẽ tập hợp trước người, và người sẽ phân tách họ ra với nhau, như là người chăn chiên chia riêng cừu với dê. Rồi người sẽ đặt những con cừu bên tay phải, những con dê bên tay trái. Rồi vua sẽ phán cùng đàn cừu ở bên tay phải: hỡi các ngươi được cha ta ban phúc lành, hãy tới mà hưởng nước của Chúa đã được sắp sẵn cho các ngươi từ khi thành lập thế giới. Nếu người nào đó có đầu óc đọc xong đoạn kinh thánh trên mà không cho Giê-xu là một kẻ điên, hoặc ít ra cũng là một ông vua xạo, thì chính người đó điên, cần vào chữa trị ở nhà thương Biên Hòa. Bởi vì thánh kinh đã viết rõ Giê-xu tin rằng ngày phán xét đã sắp tới ngay trong thời đại mà một số người theo ông còn sống. Nhưng đã 2000 năm rồi, Giê-xu vẫn chưa tới trong vinh quang, và không biết bao giờ mới tới, nếu bộ xương khô có thể tới được. Nhưng vấn đề không phải là tới hay không tới, mà là những người viết Tân Ước không biết viết gì sự cấu tạo của vũ trụ và sự gia tăng dân số trên thế giới. Hiểu biết của họ về mọi nước trên thế giới có thể chỉ là vài nước nhỏ ở miền Trung Đông cách đây gần 2000 năm. Và dù cho có như vậy đi chăng nữa, thì đoạn trên trong Thánh Kinh cũng chỉ là một niềm hoang tưởng bệnh hoạn. Nó hoang đường như vậy mà vẫn có người tin thì kể cũng lạ. Nhưng đây cũng là sự thực đối với gần 1/4 nhân loại. Giả thử ngày phán xét như trên của Chúa xảy ra ngay bây giờ, như lời tiên tri của ông Trương Tiến Đạt trong tiếng loa cảnh báo về ngày phán xét xảy ra trong năm 2000,
hoặc của nhiều nhà tiên tri dõm trên thế giới đã nhiều lần tiên tri về ngày phán xét trong 2000 năm qua, thì chúng ta sẽ đứng trước một hoạt cảnh như sau. Đức Giêsu Kitô chiếm vị ngồi vinh quang trên ngai Pedro ở Vatican. Lẽ dĩ nhiên Pedro phải nhường chỗ cho Giêsu và phải trao lại chìa khóa thiên đường cho Giêsu, đứng xếp hạng đôi, vì đây là cách mau nhất và dễ nhất để phân biệt cừu với dê. Hay theo thuật ngữ Cato, người công chính với kẻ ác, tuy rằng chẳng có ai khẳng định được là cừu ác hơn dê hay dê ác hơn cừu, vì cả hai đều thuộc loại thú vật hiền lành, chẳng làm hại ai bao giờ, chỉ để cho những người công chính của Kitô giáo ăn thịt. Người công chính là người tin Đức Chúa, chứ không phải là người thánh thiện, đạo đức và kẻ ác. Đây không phải là kẻ làm việc ác, mà là kẻ không tin Chúa. Trước mặt Chúa là hơn 6 tỷ người trong mọi nước trên thế giới hiện nay. Đây chỉ là những người sống, còn nếu kể cả số người chết từ trước đến nay, thì theo ước tính của các khoa học gia, tổng số người có mặt trên trái đất chết cũng như sống là vào khoảng 50 tỷ. Theo kinh Tin Kính của Cato giáo thì mọi tín đồ phải tin là đến ngày phán xét, Chúa sẽ phán xét cả những người chết và làm cho xác chết những người Chúa chọn sống lại để cho dễ tính. Ta lấy tròn số người sống hiện nay là 6 tỷ. Như vậy là có tất cả 3 tỷ cặp để thời Chúa lần lượt phán xét. Giả sử là cứ 3 cặp thì chiếm khoảng 1 mét. Vậy nếu xếp hàng dài từ 3 tỷ cặp sẽ dài đến 1 tỷ mét, nghĩa là 1 triệu cây số. Đường bán kính của trái đất vào khoảng 6.400 cây số. Vậy chu vi của trái đất vào khoảng 40.000 cây số. Lấy 1 triệu chia cho 40.000, ta được 25. Vậy nếu xếp hàng dài từng đôi một thì hàng này phải dài 25 lần vòng quanh trái đất. Giả thử Chúa Giêsu có tài phán xét rất mau lẹ thì có thể vừa xét hồ sơ vừa phán xét từng cặp và quyết định ai sang hay phải, ai sang trái hay phải với tốc độ 10 cặp trong một phút, nghĩa là chỉ có 6 giây một cặp. Thì lấy 3 tỷ cặp chia cho 10, ta được 300 triệu một phút. 300 triệu phút, mỗi giờ có 60 phút, vậy một ngày có 1440 phút. Lấy 300 triệu chia cho 1440, ta được, lấy chẳng là 208.000. Lấy số này chia cho 365 ngày trong một năm, ta được khoảng 570 năm. Giả thử Chúa Giêsu quyền phép vô cùng, không mệt và đói như khi vào sa mạc hay không, như trước khi nguyền rủa cây sung cho nó chết héo queo thì nó không ra quả, lúc mà trái mùa cho ngày sơi, thì ngài cũng cần tới 570 năm để phán xét xong 3 tỷ cặp. Dân nước Việt Nam vì thuộc vần V gần cuối trong vần ABC nên xếp hàng gần cuối. Nhưng có gì bảo đảm là trong khi xếp hàng chờ Chúa phán xét, con người không lâm vào cảnh nhàn cư vi bất thiện, kết quả lại tiếp tục sinh con đẻ cái ngay trước mặt Chúa, làm cho dân số càng ngày càng tăng. Vậy bao giờ Chúa mới phán xét xong? Đây là một bài toán không có đáp số, vì chỉ có một phương trình cứu rỗi mà lại có quá nhiều ẩn số. Phán xét người sống xong rồi, Chúa lại phải phán xét đến người chết. Chúa phải đi kiếm da thịt
đã tan rã của trên 40 tỷ xác chết, không biết chết như thế nào, bên tà hay bên tây, ở Bùi Chu Phát Diệm hay Hố Nai Gia Kiệm, chết toàn thây hay bị B-52 bỏ bom trúng nên tan như xác pháo, vân vân, để làm cho xác chết sống lại, mà ban ơn hay đấu tố. Giả thử Chúa có một số tôi tớ đắc lực nhất phụ giúp, có thể phán xét người sống cũng như người chết với một siêu tốc độ trung bình 1 giây đồng hồ trên một người, thì Chúa và các tôi tớ của Ngài cũng cần tới hơn 1.500 năm để phán xét xong 50 tỷ người. Ai còn tin được những chuyện như Chúa phán xét và thưởng phạt trong ngày tận thế, xin lên tiếng. Đừng có nói rằng Chúa của tôi quyền phép vô cùng, làm gì chẳng được mà người ta cười cho. Thực tế ở trên đời này chứng tỏ là Chúa chẳng có quyền phép gì, chẳng làm được gì. Tại sao? Vì ông ta đã chết cách đây gần 2.000 năm, mà những thuộc tính mà Kitô giáo gán cho ông đều là những điều không tưởng, không thể kiểm chứng, và cho đến nay chưa có gì chứng tỏ đó là những sự thật. Trở lại bài chiên nhỏ. Sống trong nước Chúa của Giê-xu, ngày nay với sự bành trướng của Kitô giáo trên thế giới qua những biện pháp tra tấn, thiêu sống v.v. và đồng hành với thực dân xâm lược dùng quyền hành hoặc vật chất để ép những người ngoại đạo vào trong Kitô giáo, bầy chiên nhỏ của Giê-xu trong nước Do Thái đã trở thành bầy chiên lớn, có những con chiên trong nhiều quốc gia trên thế giới. Do sự giáo dục của giáo hội, đặc tính của những con chiên này là sống vất vả vất vưởng tạm bợ nhờ cơm gạo của các quốc gia mình đang sống trong đó để lo tìm nước Chúa, vì đây mới chính là quê thật của họ. Kinh Nhật Hóa của Công giáo Việt Nam đã chẳng có câu xin Chúa làm cho tôi khinh dễ sự đời, là chốn muôn chim cầm thú, xin làm cho tôi đặng về quê hương thật hiệp, làm một cùng vua David hay sao? Xin đọc Taylor Nguyễn, Công giáo Trên Bờ Vực Thẳm, trang 66. Lẽ dĩ nhiên trong chốn chim muôn cầm thú đáng khinh, không thể hiểu mặt gia đình ông bà cha mẹ anh chị em các tín đồ, vì không ai có thể sống ngoài sự đời. Lời kinh trên đã theo đúng lời Giê-xu dạy mà tôi đã trích dẫn từ thánh kinh ở trên, Luke 14-26. Nếu kẻ nào đến với ta mà không căm ghét cha mẹ, vợ con, anh chị em và ngay cả đời sống của hắn thì hắn không thể là môn đồ của ta. Tôi không hiểu tại sao tín đồ cá tô Việt Nam lại cứ bám vào sự sống trong chốn muôn chim muôn cầm thú mà không tự sát chết hết đi cho rồi để về quê hương thật mà hiệp với vua David. Tại sao họ lại oán trách các vua triều Nguyễn đã bách hại giáo dân, mà không hiểu rằng các ông vua triều Nguyễn đã giúp họ thoát khỏi cảnh chim muôn cầm thú để họ có thể mau về với vua David ở quê hương thật của họ? Những câu hỏi trên tôi chỉ đặt ra để cho những Kitô hữu của tôi suy nghĩ về câu kinh họ thường cầu, chứ không phải là tôi mang rợ đến mức độ thực tâm muốn cho họ chết hết. Vì tôi biết rằng trải qua bao nhiêu đời họ đã bị nhốt trong bóng tối dày đặc của ý thức hệ Roma. Do đó nhiều khi họ chỉ đọc những kinh như con vẹt mà không hiểu gì cả. Kinh viết bởi những người vốn cũng đã từng sống trong bóng tối dày đặc của ý thức hệ Roma trong nhiều đời. Chúng ta đã thấy điều kiện cần để tin theo Giê-xu là phải căm ghét cha mẹ, anh chị em và ngay cả mạng sống của chính mình. Nhưng đó chưa phải là điều kiện đủ, vì Giê-xu còn dạy như sau: Mắc-thêu 23:2-9, không được coi, không được gọi ai trên trái đất này là cha, vì các ngươi chỉ có một cha ở trên trời. Vì tôi biết các tín đồ cá tô Việt Nam từ Hồng Y Nguyễn Văn Thuận trở xuống, rất ít ai đọc Kinh Thánh khoan nói đến chuyện đọc với một đầu óc sáng suốt.
nên tôi xin giúp và nhắc nhở các Kitô hữu của tôi là nếu quý vị gọi ông thân sinh ra mình cũng như gọi các linh mục là cha thì quý vị đã làm ngược lại với lời Chúa dạy, nghĩa là không tin Chúa. Tội không tin này to lắm, to hơn cả những tội như giết người, cướp của, vân vân. Vì giết người hay cướp của mà tin Chúa thì vẫn được Chúa cho hưởng cuộc sống đời đời. Lẽ dĩ nhiên, sau khi chết chứ còn không tin thì đến ngày phán xét, quý vị đừng lo, đừng có hòng mà được Chúa cứu rỗi và ban cho cuộc sống đời đời. Lẽ dĩ nhiên sau khi chết. Đọc Tân Ước, chúng ta thấy rằng Giê-xu đã đưa ra nhiều điều tự nhận quá lố. Những lời tiên tri không thành thực và những lời hứa hẹn vô trách nhiệm đối với số đông tín đồ ít ỏi. Nhưng có lẽ vì hiểu rõ bản chất những tư tưởng của mình bắt nguồn từ một tâm bệnh hoang tưởng nên Giê-xu đã mường tượng và tiên đoán được vài hậu quả. Trong một phần trên, tôi đã trích dẫn từ Tân Ước Mắc-thêu 10:2-34 đến trang 36 và Lu-cơ 12:2-51 đến trang 53. Những đoạn mà Giê-xu khẳng định là ông ta xuống trần để mang lại hòa bình trên trái đất, mà để gây chia rẽ giữa những người tin theo ông và những người không tin, ngay cả trong các gia đình. Còn có một lời tiên đoán khác của Giê-xu cũng đã trở thành sự thật. Đó là câu trong Mắc-thêu 24:2-9: tất cả dân tộc đều ghét các ngươi vì các ngươi theo ta. Thật vậy, lịch sử Kitô giáo trên thế giới, Cato cũng như Tin Lành đã chứng tỏ rằng tôn giáo này không thể phát triển và bành trướng nếu không dựa vào cường quyền và bạo lực. Khởi đầu từ thời Constantine, dùng Kitô giáo để củng cố quyền lực trong thế kỷ thứ tư, trong cuốn Công giáo chính sử chương 3 và chương 4, tôi đã trình bày thực chất sự phát triển của Cato giáo ở Âu Châu và trên thế giới như thế nào. Đó là một lịch sử với sách lược mang rợ trí thức, đốt sách vở ngoại đạo và hủy diệt những nền văn hóa phi Kitô. Với những cuộc thánh chiến, những tòa hình án để cưỡng bách con người phải theo Kitô giáo, với 2.000 năm bắt hại dân Do Thái và với chủ trương song hành với các thế lực thực dân để đi xâm chiếm và truyền đạo trong các nước kém mở mang ở Phi Châu và Á Châu. Ở Á Châu, do chính sách hủy diệt văn hóa Phi Kitô của Cato giáo Phi Luật Tăng, mất luôn nền văn hóa của mình và trở thành hầu như toàn tòng Cato giáo. Ngay cả trên nước cũng đặt lại theo tên vua Philip của Tây Ban Nha. Ở tân thế giới, Mỹ, Tin Lành dựa trên ưu thế của súng ống đối với cung tên của dân da đỏ đã trả ơn những người da đỏ nuôi sống họ qua mùa đông khắc nghiệt năm 1620 bằng cách đi cướp hết đất đai và thi hành chính sách diệt chủng đối với người da đỏ và cưỡng bách người da đỏ phải theo cái đạo cao quý cầm đầu bởi Chúa lòng lành vô cùng của họ. Từ 1620 đến năm 1890, trong vòng 270 năm, những con cái da trắng của Chúa đã giảm dân số dân da đỏ từ 15 triệu xuống còn dưới 250.000 và biến miền đất phì nhiêu của dân da đỏ thành tân thế giới người của người da trắng do người da trắng tìm ra. Nhiều người da đỏ ngày nay nuốt nước mắt không biết làm gì hơn là uống rượu để giải sầu. Năm 1996, Samuel Huntington xuất bản cuốn Sự xung đột giữa các nền văn minh và sự tái lập trật tự thế giới. Huntington là một lý thuyết gia chính trị thế giới nổi tiếng của Mỹ, thường viết trong tập san
Forrest Affair, uy tín của Huntington không ai có thể phủ nhận. Ông ta là giáo sư đại học Harvard, giữ chức vụ giám đốc viện nghiên cứu chiến lược John Olling và chủ tịch học viện Harvard. Nghiên cứu các địa phương trên thế giới, ông cũng từng là giám đốc kế hoạch an ninh cho Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời Tổng thống Carter và chủ tịch Hội Chính trị Khoa học Hoa Kỳ. Trong cuốn sách trên, giáo sư Huntington đưa ra vài nhận định như sau. Vào đầu thế kỷ 20, vị thế của Tây Phương bao trùm thế giới, tạo nên một tâm cảnh chung trong thế giới Tây Phương. Là văn minh thế giới, là văn minh Tây Phương. Luật quốc tế và luật Tây Phương, sự bành trướng của Tây Phương trên thế giới từ thế kỷ 16 là dựa trên sự phát triển kỹ thuật. Kỹ thuật hàng hải để đi tới các nơi xa xôi và kỹ thuật vũ khí để chiến thắng quân sự, vân vân. Tây Phương thắng trên thế giới không phải là vì sự ưu việt của những ý tưởng hoặc giá trị hoặc tôn giáo Tây Phương, mà là ưu thế trong sự áp dụng bạo lực một cách có tổ chức. Người Tây Phương thường quên đi sự kiện này. Người các nước khác, nhất là các nước đã một thời bị Tây Phương đô hộ, không bao giờ quên. Thật vậy, Tây Phương là nơi sản xuất ra nhiều lý tưởng xã hội như tự do, phát xít, dân chủ theo quan niệm Kitô, dân chủ xã hội, đoàn thể, kinh tế tự do, vân vân. Nhưng Tây Phương chưa bao giờ có được một tôn giáo lớn theo nghĩa là chủ lực tinh thần, hướng dẫn đạo đức và tính thiện của con người trước công nguyên. Những tôn giáo lớn trên hoàn cầu không phải là sản phẩm của Tây Phương, mà là của những nền văn minh ngoài Tây Phương. Và trong hầu hết các trường hợp đã có những trước nền văn minh Tây Phương. So sánh giáo lý lịch sử Kitô giáo chính thống của Gia Tô Tin Lành với các tôn giáo Á Đông như Thích, Nho, Lão và Ấn giáo, chúng ta thấy rõ ngay điều này. Những nhận định của giáo sư Huntington cũng như những sự thực lịch sử trên thế giới đã chứng minh tại sao trong các nước mà Kitô giáo là thiểu số hay không thể dựa vào cường quyền, Kitô giáo luôn luôn bị coi là một tôn giáo ngoại lai, xa lìa dân tộc, đúng như lời tiên đoán của Giê-xu trong Mát-thêu 24:2-9: tất cả các dân tộc đều ghét các ngươi vì các ngươi theo ta. Nhưng ở đây chúng ta cần ý thức rõ ràng, không phải người ta ghét các tín đồ Kitô giáo chỉ vì theo một tôn giáo khác, mà vì cái bản chất phi quốc gia, phi dân tộc của Kitô giáo, nhất là Kitô giáo. Không một người dân trong một quốc gia nào lại có thể chấp nhận một tổ chức, dù đó là một tổ chức tôn giáo, nằm trong quốc gia của họ, ăn cơm gạo quốc gia của họ, mà lại tuyệt đối trung thành và tuân phục một thế lực ngoại bang mà lịch sử đã chứng tỏ rằng ngã về chính trị và thế tục nhiều hơn là tôn giáo. Mặt khác, nền thần học Kitô giáo đã biến đám tín đồ thành những nô lệ tinh thần, trói chặt họ bằng những xiềng xích trí tuệ. Từ đó ý niệm quốc gia không còn quan trọng, vì quốc gia chỉ là nơi trú chân tạm bợ để chờ ngày về nước Chúa. Chúng ta phải công nhận là với một học thuật Cato tinh vi và với một kế hoạch giáo dục Cato, Cato giáo đã thành công trong việc nhào nặn đầu óc tín đồ từ khi còn nhỏ đến độ khi lớn lên. Tín đồ không còn có thể nghĩ gì khác nếu không được tiếp xúc với những sự tiến bộ trí thức của nhân loại, và do đó đủ can đảm để vứt bỏ mớ xiềng xích trí tuệ như hàng triệu tín đồ ở trong các nước văn minh tiến bộ Âu Mỹ từ hàng tổng giám mục trở xuống đã làm. Chúng ta cũng không nên quên rằng nhiều nhà trí thức Pháp ngay từ đầu thế kỷ thứ 19 đã nhận thức được sự quan trọng của một nền giáo dục khai phóng so với nền giáo dục Cato
đã chiếm ngược trong xã hội Pháp trong nhiều thế kỷ. Cho nên họ đã cương quyết chống lại nền giáo dục Cato trên nhiều phương diện. Và họ đã thành công giật con em họ ra khỏi vòng tay giáo dục của các linh mục và vạch trần những đạo đức giả của giáo hội Cato. Các nhà trí thức tiến bộ Pháp đã coi nền giáo dục Cato như một nền giáo dục có mục đích chống lại tổ quốc và sự tiến bộ của quốc gia. Do đó, Bộ trưởng Giáo dục Charles Duby đã phát biểu: "Chúng tôi tuyên bố thẳng ra rằng đối với chúng tôi thật là điều không thể nhân nhượng được trong nhiều chiều hướng giáo dục tự do. Bất cứ người nào lại có thể dạy dỗ lớp trẻ để chống lại tổ quốc của chúng ta và cản sự tiến bộ của chúng." Nhưng vào cuối thập niên 1860 thì ông Nguyễn Trường Tộ thuộc hạ của giám mục thực dân Cao Thơ trong một bản điều trần lại đề nghị cùng vua Tự Đức hãy dùng các giám mục linh mục trong việc canh tân đất nước và cho phép các giáo hội Tây Phương cứ tới nước mình mà lập hội cứu tế, cho phép mỗi tỉnh lập ra một viện dục anh giao cho một giám mục quản cố, mà không biết đến những thực chất những hội cứu tế, việc dục anh của Cato giáo Roma, mà mục đích mở ra chỉ là dùng bả vật chất để kiếm thêm tín đồ, lấy tiền trợ cấp của chính quyền nhồi sọ trẻ con, vân vân. Ông Tộ cũng không biết đến chính sách dùng giáo dục của thực dân Pháp để xâm chiếm và đồng hóa Việt Nam và sự độc hại của nền giáo dục phi tổ quốc, phản dân tộc, đi ngược với thời gian của Cato giáo. Ấy thế mà người này ngày nay người ta vẫn tiếp tục đánh bóng Nguyễn Trường Tộ như là một thiên tài yêu nước với những tư tưởng canh tân đi trước thời gian. Do đó chúng ta không lấy gì làm lạ khi nền giáo dục Cato đã có thể đào tạo nên một linh mục Hoàng Quỳnh, người phát biểu thời danh nhất trong lịch sử Việt Nam: "Thà mất nước chứ không thà mất Chúa." Và ngày nay năm 1995, linh mục Trịnh Văn Phát vẫn có thể thản nhiên tuyên bố: "Giúp quê hương không phải là bổn phận trực tiếp của tôi. Tôi không có tự do chọn lựa, tôi được huấn luyện là để phục vụ cho nhu cầu của giáo hội." Cảm nghĩ một chuyến đi, liên lạc Giáo hoàng Học viện Bio Đà Lạt, số 2. 7 tháng 7 năm 1995, trang 72, nhóm Úc Châu. Chúng ta cũng không nên quên rằng khi các nhà truyền giáo Tây Phương xâm nhập Việt Nam truyền đạo, những tín đồ Cato, tăng tòng được dạy và phải tuyệt đối quên mình trong văn phục các linh mục và giám mục, chứ không có bổn phận phải tuân theo luật lệ quốc gia. Vì theo chủ thuyết Cato, thần quyền tự phong của Cato giáo đứng trên thế quyền ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Và đây chính là một trong những nhiều lý do các vua triều Nguyễn đã coi Cato giáo là tà đạo. Có bản chất phi tổ quốc, phi dân tộc của các tín đồ Cato đã được Edgar John phân tích khá rõ trong cuốn Jesus The Rock Up Upfen, tác giả mục sư Tin Lành ở Memphis, Tennessee. Từ sự phân tích này, hy vọng chúng ta có thể hiểu rõ hơn vấn đề. Những người đáp ứng lời kêu gọi gia nhập đoàn chiên nhỏ giống như Jesus đến từ một quốc tịch của một quốc gia trong nhiều những quốc gia trên thế giới. Họ không còn dự phần trong những quốc gia trong thế giới nữa, và họ cũng chẳng muốn dự phần làm chi. Sự tách biệt ra khỏi quốc gia này là do sự thay đổi về lòng trung thành của cá nhân họ và phản ứng của thế giới. Đối với họ, sự căm ghét Jesus đã chứng nghiệm sự căm ghét cao độ của quốc gia ông ta. Với sự căm ghét này, ông ta đã làm gương cho các môn đồ của ông ta. Ông dạy họ, họ sẽ bị mọi quốc gia ghét. Matthew 24:2-9. Ông ta bao giờ cũng cân nhắc cẩn thận lời nói của mình để chuyển đạt ý định của mình
bất cứ khi nào ông nói mọi quốc gia là ông ta nghĩ đúng như vậy. Cũng vậy, điều mà chúng ta biết chắc là bất cứ người nào mà không bị mọi quốc gia ghét thì người đó không thuộc đoàn chiên của ông ta. Giê-xu đã nói thật rõ ràng rằng những người theo ông ta sẽ bị mọi quốc gia ghét. Vậy đây là một tiêu chuẩn để chúng ta định giá về ước vọng của chúng ta trong sự chia sẻ gia tài của nước Chúa. Hãy nhớ lời của Giê-xu: các ngươi sẽ bị mọi quốc gia ghét. Matthew 24:2-9. Chúng ta thay đổi sự trung thành của chúng ta vì chúng ta không còn gì để chia sẻ với những quốc gia của chúng ta. Chúng ta không còn dự phần gì mấy với cha mẹ, gia đình, châu báu, sự tìm kiếm, đời sống, bạn hay thù. Giê-xu đã hủy bỏ sự trung thành với nơi sinh của chúng ta và thay thế bằng một nơi sinh thứ hai hay tái sinh. Kitô giáo có danh từ Born Again. Chỉ những người hoàn toàn thay đổi, như là chết đi sống lại tuyệt đối, tin vào Chúa và hiến thân toàn vẹn cho Chúa. Nói cách khác, con người cũ của chúng ta phải chết đi để sống lại trong Chúa, dù không phải là thân xác chết thật. Do đó, lòng ái quốc chủ yếu thường đặt vào quốc gia của con người nay trở thành tâm điểm của sự ác. Chúng ta không còn là những người yêu nước theo ý nghĩa quốc gia, vì yêu nước có nghĩa là tôn trọng tổ tiên, và chúng ta đã thay thế tổ tiên, nghĩa là những người sáng lập đất nước và tổ tiên đã sinh ra ta bằng một người cha của chúng ta ở trên trời. Sự tái sinh này cũng giống y như sự sinh ra đầu tiên, theo nghĩa nó cung cấp chúng ta các bậc sinh thành mới, một gia đình mới, một quốc gia mới và một quốc tịch mới. Mọi sự liên hệ mà chúng ta có từ khi mới sinh ra đời đối với quốc gia, dân tộc, gia đình, vân vân, được thay thế bởi những liên hệ mới trong sự tái sinh trong dân tộc mới này. Thiên Chúa là người cha mới và duy nhất, và những người tuân theo ý Thiên Chúa là những người mẹ mới, anh chị em, con trai, con gái mới. Muốn hiểu đoạn này, chúng ta cần phải nhắc lại một chuyện trong Thánh Kinh. Matthew 12:2-46-49. Trong khi Giê-xu đang đứng giữa đám đông, bà Maria và các em trai của Giê-xu đến và nhờ người nhắn với Giê-xu là mẹ và các em đang ở phía ngoài muốn gặp Giê-xu. Thì Giê-xu sẵn giọng nói: ai là mẹ ta và ai là các em ta? Và ông ta đưa tay lên chỉ các môn đồ, nói: đây mới là mẹ ta và các em của ta, dân tộc mới là đoàn chiên nhỏ, và quốc tịch mới là quốc tịch ở trong đoàn chiên nhỏ, hay căn bản hơn là quốc tịch trong nước của Thiên Chúa, vì nước này đã được trao cho bầy chiên nhỏ. Từ Thánh Kinh và những tài liệu phân tích Thánh Kinh của các học giả, chúng ta thấy rõ ràng quan niệm của Giê-xu đối với quốc gia là phi tổ quốc. Giê-xu chỉ quan tâm đến nước của Thiên Chúa. Một niềm hoang tưởng trong đầu óc của Giê-xu. Trong Thánh Kinh còn có nhiều đoạn nói về quan niệm của Giê-xu về đời sống con người trên thế gian. Đây là quan điểm vô cùng tiêu cực. Đời sống trong kiếp này chỉ là tạm bợ. Hãy sửa soạn cho ngày tận thế gần kề, chuyên lo phục vụ Thiên Chúa và để đời sống đời đời lẽ dĩ nhiên sau khi chết. Cho nên chúng ta không lấy làm gì lạ khi thấy những tín đồ Ca-tô sẵn sàng phản bội tổ quốc để phục vụ nước Chúa. Đúng ra là nước Vatican, vì Vatican nắm những chìa khóa mở cửa thiên đường. Không ai có thể hiệp thông thẳng với Chúa mà bắt buộc phải đi qua ngã trung gian là Vatican. Nếu muốn được cứu rỗi để có cuộc sống đời đời. Đến đây chúng ta đã biết quan niệm của Giê-xu đối với gia đình và quốc gia là như thế nào. Sau đây chúng ta sẽ đến những lời giảng của Chúa Giê-xu về lĩnh vực luân lý đạo đức con người. Nếu xét đến lời nói và hành động của Giê-xu đối với gia đình thì khó mà thấy trong những điểm về luân lý. Nếu chúng ta xét những hành động của Giê-xu
Đối với con người, súc vật, cây cỏ thì khó mà có thể cho Giê-xu là con người đạo đức. Điều này sẽ được chứng minh trong một phần sau. Các tín đồ Cá Tô thường ca tụng cái gọi là bài giảng trên núi trong Tân Ước là tuyệt vời. Họ được giáo hội dạy như vậy cho nên yên trí là như vậy. Chứ thực ra họ không tự mình đọc và suy nghĩ và tìm hiểu những điều trong đó. Sau đây tôi sẽ đi vào phần phân tích một số điểm trong bài giảng trên núi của Giê-xu. Bài giảng trên núi của Giê-xu, tất cả những điều mà người ta cho là giáo pháp của Giê-xu, nghĩa là những lời dạy về luân lý đạo đức con người, được gói ghém trong bài giảng trên núi. Trong bài giảng này có một phần mà các linh mục thường mang ra giảng trong nhà thờ, và do đó các tín đồ thường biết dưới tên Phúc Thật Tám Mối, và ca tụng với người ngoại đạo là tuyệt vời. Tuy nội dung chẳng có gì đặc biệt vì tất cả đều là những điều thông thường trên thế giới. Về bài giảng trên núi này, Kenneth David viết như sau trong cuốn Don't Canal Much About the Bible. Một trong những bài giảng chính của Giê-xu là một bài dài mà Augustine gọi là bài giảng trên núi. Bài giảng trên núi được trình bày toàn phần trong Phúc Âm Matthew, hơn 100 câu, và dưới dạng một bản rút ngắn trong Phúc Âm Luke. Trong Luke, bài giảng này tương tự như trong Matthew, tuy ngắn hơn, khoảng 30 câu, và được nói ở đồng bằng khi Giê-xu cầu nguyện xong và xuống núi. Những sự khác nhau trong hai bài giảng này là đưa đến sự đồng thuận của các học giả, và bài giảng trong Matthew là kết quả góp nhặt từ nhiều bài giảng của Giê-xu thành một bài dài có thể nhớ được. Nói khác đi, đó là những lời giảng của Giê-xu được ghi lại một cách trung thực, và là những lời hay ý đẹp nhất của Giê-xu được gom lại thành một bài. Chúng ta hãy đi vào vài chi tiết trong Tân Ước để phân tích xem bài giảng đó hay như thế nào. Bài giảng trên núi chiếm 3 đoạn trong Phúc Âm Matthew 5, 6 và 7. Bài giảng rút ngắn trong Phúc Âm Luke 6, 2.17 đến trang 45. Những trích dẫn sau đây là từ Phúc Âm Luke. Trong một những điều giảng dạy của Giê-xu mà các tín đồ cho là hay nhất là câu mà các nhà truyền giáo gọi là luật vàng, Luke 6, 2.31: hãy làm cho người khác điều các con muốn người ta làm cho mình. Nhưng đây không phải là một luật do Giê-xu sáng tác, vì chúng ta biết rằng hơn 500 năm trước, khi Giê-xu chưa sinh ra đời, thì Đức Khổng Tử cũng đã nói luật trên như dưới một dạng khác, những điều mà mình không muốn người ta làm cho mình thì đừng có làm cho người khác. Nguyên văn câu chữ Hán: kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Và trong kinh Tam Mốt của Do Thái cũng có câu Sắc Bát 31:2.1: cái gì mà mình không thích thì đừng có làm cho người khác. Do đó luật vàng mà các tín đồ Kitô thường cho là của Giê-xu thật ra chỉ là góp nhặt tư tưởng đã có từ trước trong dân gian, và thay đổi câu văn từ tiêu cực sang tích cực. Nhưng cũng vì thế mà luật vàng của Giê-xu không được hoàn hảo, vì điều mà mình muốn người khác làm cho mình chưa chắc đã làm những điều đúng, lành thiện, vân vân, mà có thể bắt nguồn từ tham dục hay si ngốc, và cũng chưa chắc đó là những điều mà người khác cần đến hoặc muốn mình làm cho họ. Phân tích câu này, William Florid cho rằng đó chỉ là một cách xử thế thuộc loại có đi có lại mới toại lòng nhau của người xưa, chứ không phải là một tiêu chuẩn đạo đức có tính cách phổ quát. Trái lại, luật của Đức Khổng Tử
có tính cách luân lý rộng lớn, khuyên rằng chúng ta không nên làm cho người khác những điều họ không thể, không muốn, vì chính mình cũng không muốn những điều này. Đây là một cách xử thế khôn ngoan, tránh gây bất hòa, vì đừng làm ngũ ý thận trọng. Trong khi hãy làm thường có tính cách áp đặt hay cưỡng bách. Chắc Lê Rắc Lau, một tư tưởng gia tự do nổi tiếng của Anh Quốc, đã phân tích những điều giảng dạy của Giê-xu trong một bài viết đặc sắc. Giê-xu giảng dạy những gì? Độc giả có thể lấy bài này trong Internet. Ở đây tôi không có ý định phê bình toàn thể bài giảng trên núi, cho nên sau đây tôi chỉ phân tích tiếp vài lời dạy của Giê-xu mà một số trí thức cao tô cho đó là phản ánh đỉnh cao trí tuệ của Chúa. 1. Matthew 5:2-3. Phúc cho kẻ có tinh thần yếu kém, vì nước thiên đàng thuộc về họ. Bình luận về câu trên, chắc lên Rắc Pao viết: tinh thần yếu kém có phải là đức tính chính mà Giê-xu đặt lên cao nhất trong những điều giảng dạy của ông ta hay không? Thực ra đó có phải là một đức tính không? Chắc chắn là không. Tinh thần dũng cảm, tinh thần lương thiện, tinh thần đầy đủ những mục đích công chính, đó là những đức tính. Tinh thần yếu kém là một tội ác. Tại sao chắc lên Rất lo lại viết như vậy? Chẳng có gì là khó hiểu. Giả thử bạn một người có tinh thần yếu kém và bị người ta tát cho một cái vào má. Trong trường hợp này, Giê-xu dạy bạn phải hành động như thế nào? Luke 6:2-29 đã vạch rõ: nếu các con bị ai tát má này thì cứ đưa luôn má kia bên kia. Đây có phải là điều thực tế hay không? Tôi không khuyên bất cứ ai, bất cứ bạn đạo nào làm cuộc thí nghiệm sau đây. Đến trước mặt Hồng Y Nguyễn Văn Thuận hay Hồng Y Thiết Giáp và tát cho ông ta một cái, xem ông ấy phản ứng như thế nào. Có đưa má kia cho bạn tát thêm cái nữa hay không? Dù chúng ta có lòng nhân từ đến đâu, thì nếu chúng ta không tát trả lại thì ít ra cũng phải có biện pháp ngăn chặn để cho khỏi bị tát thêm. Dung dưỡng sự bạo hành là đồng lõa với bạo hành. Cho nên chắc lên Rắc Lau đã viết tinh thần yếu kém là một tội ác. Tội ác đối với xã hội, tội ác đối với nhân loại, vì đã khuyến khích sự bất công và bạo hành. 2. Luke 6:2-20. Phúc cho các con đang nghèo khổ, vì nước trời thuộc về các con. Luke 6:2-24. Nhưng khốn cho các con đang giàu có, vì các con đã được an vui rồi. Đây có phải là giáo lý về luân lý đạo đức hay không? Hay chỉ là những lời hứa hẹn vô trách nhiệm? Có ai biết nước trời ở đâu? Nước nghèo khổ chỉ vì lý do duy nhất mà đang nghèo khổ, được hứa hẹn một nước. Chỉ có trong đầu óc bất bình thường của Giê-xu, người giàu có, chỉ vì lý do duy nhất là đang giàu có, bị Chúa nguyền rủa, công bằng và bác ái ở chỗ nào? Thực tế là ở trên đời này, có ai muốn mình nghèo khổ đâu? Vì hoàn cảnh nên nghèo khổ. Và nếu có lòng dũng cảm, có ý chí, chăm chỉ học hành, làm lụng, thì con người có thể vượt qua sự nghèo khó. Nếu lời của Giê-xu như trên là đúng, thì trong Ca-tô giáo, từ giáo hoàng trở xuống cho tới các linh mục, không ai có thể lên thiên đường được. Vì đối với lớp dân nghèo khổ, thì các giới chức trong giáo hội hoàn toàn là những người giàu có, dư ăn, dư mặc. Tài sản của giáo hội Ca-tô Hoàng Vũ Vatican lên tới hàng ngàn tỷ đô la. Và các giáo hội địa phương cũng chỉ vơ vét của cải thế gian, làm giàu trên sự đói khổ của đám cùng đinh. Người Việt Nam chúng ta có những câu bằng cùng sinh đạo tặc hay đói ăn vụng túng làm càn. Giê-xu chắc không biết đến những câu nói này
nên mới phát ngôn như trên. Phê bình của hai câu trên, Chắc Lê rất lâu viết: Giê-xu đưa ra hình ảnh của một người xuống địa ngục, cái tội duy nhất của người này là giàu có. Và một người khác lên thiên đường, đức tính duy nhất của người này là nghèo khổ. Sau đó Giê-xu còn khẳng định là người giàu vào nước trời thật khó, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước trời. Luca 18:25. Ý định duy nhất của một giáo lý như vậy có thể là làm cho con người nghèo khổ an phận nghèo khổ trong đời sống này, trong hy vọng sẽ được đền bù tốt hơn trong đời sau. Có thật là tốt đẹp khi ta an phận với sự nghèo khó hay không? Có phải là tốt hơn nhiều nếu chúng ta tìm hiểu nguyên do của sự nghèo khổ để tìm cách giải quyết vấn đề hay ngăn chặn, đừng để cho sự nghèo khổ xảy ra hay không? Tất cả tổ quốc trên thế gian này đều cố gắng làm sao để cho dân giàu nước mạnh. Vậy có ai tin theo lời Chúa đâu? Điều hiển nhiên là những người nghèo khổ nhiều, nhiều khi đến độ không có cơm ăn áo mặc. Cảnh tượng này xảy ra khắp trên thế giới. Không có cơm ăn thì đói. Đối với những người này thì Giê-xu dạy ra sao? 3. Luke 6:21. Phúc cho các con đang đói, rồi các con sẽ no. Luke 6:25. Khốn cho những kẻ đang no, vì các ngươi sẽ bị đói. Trên thế gian này thật sự có ai muốn mình đói để được Giê-xu ban phúc cho không? Chúng ta thấy trước mắt những cảnh đói khổ ở khắp nơi trên thế giới, nhất là ở những nơi như Ethiopia, Rwanda, Congo, v.v. Hàng triệu người đói này, có ai cần đến cái phúc của Giê-xu ban cho hay cần đến cơm gạo, bánh mì để còn sống, để họ sống còn? Giê-xu chỉ hứa hảo bao giờ nó. Ông ta không hề khẳng định. Bình luận câu trên, Chắc Lê rất lâu viết: Giê-xu dạy những gì? Phúc cho các con đang đói, rồi các con sẽ no. Chúng ta không nói bao giờ thì sẽ được no, hiển nhiên là thời điểm sẽ no sẽ được hoãn lại cho đến khi con người không còn dạ dày đâu để mà đầy bụng. Không phải là trong đời sống hàng ngày người no người đói sẽ no, Giê-xu cũng còn dạy. 4. Luke 6:21. Phúc cho các con đang than khóc, rồi các con sẽ vui cười. Luke 6:25. Khốn cho những kẻ đang cười, vì các ngươi sẽ than khóc. Thật vậy sao? Bao giờ thì cười và bao giờ thì khóc? Con người ai chẳng có lúc vui, lúc buồn. Khi gặp chuyện mừng thì vui thì cười, khi gặp chuyện bất hạnh thì than thì khóc. Có ai cười mãi hay khóc mãi đâu. Những nạn nhân của giáo hội Cato trong ngục tối bị tra tấn dã man trong thời Trung Cổ, vì không tin Chúa tất nhiên phải than khóc rồi. Họ có được phúc của Chúa hay không? Thật tội. Thật tôi không hiểu những lời dạy trên của Chúa Giê-xu hay ho ở chỗ nào mà các tín đồ Cato khen nức, khen nở. Và bài giảng trên núi thật là tuyệt vời, nhất là đoạn nói về phúc thật tám mối. Chẳng thế mà Chắc Lê rất lâu đã đưa ra nhận định. Giê-xu dạy những người nghèo, đói, khốn khổ sẽ được ân sủng của thần Kitô. Nhưng ân sủng này chỉ tới khi họ đã chết nghèo, đã hết nghèo, hết đói, hết khốn khổ, nghĩa là đã chết. Trên đây chỉ là bài nhận định từ Thánh Kinh, những lời hay ý đẹp, điển hình của Giê-xu dựa vào những tư tưởng có tính cách mã lị đầu óc của con người này. Các nhà truyền giáo đi xâm lăng các nước chậm tiến cũng như đưa ra luận điệu hứa hẹn lừa dối nghèo khổ là do ý Chúa, và khuyến khích các tín đồ hãy chịu khó an phận như dân Do Thái ngày xưa. Cứ giữ niềm tin ở Chúa rồi sẽ có ngày Chúa sẽ đói thương và sẽ được ân sủng của Chúa. Chẳng biết cái ân sủng này mặt mũi nó ra làm sao, vì từ xưa tới nay chưa có ai, kể cả Giê-xu, từ cõi chết trở về để mà cho bàn dân thiên hạ biết cái ân sủng nó như thế nào. Trong cuốn Tiếng Cư
tiếng kêu than của người dân Penny Linovich. Những nhà truyền giáo ngoại quốc góp phần nhồi vào óc dân bản xứ ý tưởng là họ nghèo và ngu dốt là do ý muốn của Thiên Chúa. Như Tổng giám mục ở Lima bảo các thổ dân rằng nghèo khổ là con đường chắc chắn nhất đi tới hạnh phúc. Người thổ dân nào hay dân Phi Châu nào mà liều lĩnh nghi ngờ điều dạy khôn ngoan đó bằng cách chống lại hệ thống điều trị đều bị giết ngay. Giáo hội Cato phải gánh mất nhiều trách nhiệm về tình trạng này. Chúng ta hãy tiếp tục xét đến lời dạy của Giê-xu như sau. 4. Luca 6:22-23. Phúc cho các con khi bị người ta ghét, xua đuổi, nhục mạ, bêu xấu tên tuổi vì ta. Ngày đó các con hãy lấy đó làm điều mừng và vui mừng nhảy múa, vì sẽ được phần thưởng lớn dành sẵn trên trời. Ngày xưa các nhà tiên tri cũng bị đối xử như thế. Luca 6:26. Khốn cho những người được quần chúng ca ngợi, vì các tiên tri giả ngày xưa cũng từng được ca ngợi như thế. Theo đúng như lời Chúa không thể sai lầm như trên, thì các tín đồ Kitô, Cato cũng như Tin Lành nên mừng khi bị người ta ghét mới phải, vì đó chính là phúc của Chúa ban cho họ. Bị người ta ghét là con đường chắc chắn nhất để lên thiên đàng. Lẽ dĩ nhiên sau khi chết muốn được người ta ghét thì cũng dễ thôi, cứ tiếp tục đi theo con đường phi dân tộc, phản quân dân tộc như trong quá khứ. Chỉ cần biết đến nước Chúa, không cần biết đến quốc gia dân tộc là gì. Tại sao mỗi khi có người nói hay viết về điều gì không hợp với những lời giáo hội dạy rằng, thì các tín đồ Kitô giáo lại chụp lên đầu họ cái mũ thù ghét và chống Kitô giáo? Các tín đồ Kitô giáo không biết rằng người ta thù ghét hay chống Kitô giáo chính là để giúp cho họ được hưởng phúc của Chúa, giúp họ được phần thưởng lớn ở trên thiên đàng này hay sao? Nếu họ tin những lời của Chúa là đúng phải không? Các tín đồ Kitô giáo cũng thường hết lời ca tụng Thiên Chúa của họ, nhưng như vậy là họ đã nguyền rủa Chúa, vì Chúa đã khẳng định là khốn cho những người được quần chúng ca ngợi, vì các tiên tri giả này ngày xưa cũng từng được ca ngợi như thế. Có thể vì họ tin rằng Chúa Giê-xu của họ là tiên tri thật sự, thật chứ không phải là tiên tri giả. Nhưng Thánh Kinh lại viết rõ, và ngày nay tất cả các học giả nghiên cứu Thánh Kinh đều đồng ý với ở điểm này, là Giê-xu tin rằng ngày tận thế đã gần kề, sẽ xảy ra trong thời đại mà vài tông tín đồ của ông còn sống. Khi ông sẽ trở lại trần thế phán xét người sống cũng như người chết, xin xem lại chương 1 trang 62-63. Điều này không xảy ra lại nữa. Matthew 12:2-40 kể rằng Chúa Giê-xu nói như Jonah nằm trong bụng cá 3 ngày 3 đêm, ta sẽ vào lòng đất 3 ngày 3 đêm. Khoan để đến việc Giê-xu tin vào câu chuyện hoang đường trong Cựu Ước. Jonah nằm trong bụng cá voi 3 ngày 3 đêm, đây là lời tiên tri của Giê-xu về cái chết giả của mình. Nhưng Thánh Kinh cũng lại viết rõ rằng Giê-xu chỉ là vào trong lòng đất có 2 đêm và 1 ngày, từ 3 giờ chiều thứ 6 Matthew 27:2-46 đến sáng sớm Chủ Nhật trời mới rạng đông Matthew 28:2-1. Từ hai chuyện tiên tri trên của Giê-xu trong Tân Ước, chúng ta bắt buộc phải kết luận Giê-xu chẳng qua cũng chỉ là một nhà tiên tri giả. Có vẻ như không có tín đồ Kitô nào nghĩ ra điều hiển nhiên này, nên họ vẫn tiếp tục ca ngợi Chúa Giê-xu của họ cũng như ngày xưa các tiên tri giả đã được ca ngợi. Dựa vào những lời dạy trên của Giê-xu, nền thần học Kitô giáo giảng rằng đạo Giê-xu là đạo của người nghèo khổ, vì Chúa đã ban phúc cho những người nghèo. Tuy nhiên, một câu hỏi được đặt ra là tại sao Chúa lại cần phải nguyền rủa những người giàu? Một lý luận thần học khác, nghèo khổ là sự thử thách của Thiên Chúa về lòng tin Thiên Chúa của con người. Lý luận này hạ thấp Thiên Chúa xuống hàng một cái máy dò đức tin. Thật ra thì theo nhiều nhà phân tích Thánh Kinh, những lời dạy trên bắt nguồn từ những điều hoang tưởng và hy vọng của chính Giê-xu. Với những mặc cảm về thân phận của chính mình,
là một đứa con hoang sinh ra trong sự nghèo khổ của gia đình một ông thợ mộc đông con. Ít nhất là Joseph và Maria có 7 người con. Do đó đời sống và vật chất khó khăn, cho nên Giê-xu hy vọng rằng từ tin ở Thiên Chúa thì có ngày Thiên Chúa sẽ đến đền bù xứng đáng. Đây cũng chẳng phải là niềm tin riêng của Giê-xu, mà niềm tin riêng của cả dân tộc Do Thái trong tâm tạng bắt làm nô lệ tù đầy. Cho nên thông điệp chính của Giê-xu trong những lời giảng dạy trên là suy diễn từ mơ ước và hy vọng của chính mình thành những lời có mục đích khuyến khích những người nghèo khổ hay ăn phận nghèo khổ giữ vững niềm tin vào Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ cho hưởng phần thưởng trên trời. Những lời dạy này không phải là để tôn vinh người nghèo vì nước Chúa, con người tuyệt đối bình đẳng vì cùng là tạo vật của Thiên Chúa. Tới đây chúng tôi xin chắc, suy nghĩ chắc quý độc giả sẽ thấy rõ những tư tưởng của Giê-xu thuộc loại nào. Và tôi thấy không cần phải tiếp tục phê bình dài dòng những cái gọi là lời hay ý đẹp của Giê-xu nữa. Những lời hay ý đẹp của Giê-xu thường được giảng theo luận điệu thần học một cách một chiều và trước đám tín đồ vốn lười suy nghĩ và không bao giờ đọc đến Thánh Kinh. Những mâu thuẫn và những điều phi lý, phản khoa học cũng như những lời chứng tỏ đạo đức thấp kém của Giê-xu tuyệt đối không bao giờ được các thầy giảng nhắc tới. Để cho quý vị độc giả tự mình nhận rõ thực chất những lời giảng dạy của Giê-xu, hơn nữa tôi xin trích dẫn thêm vài tư tưởng của Giê-xu từ Thánh Kinh và chỉ ghi kèm một vài nhận định ngắn nếu cần mà thôi. Đó là vừa rồi mình vừa trình bày xong hai phần. Một phần là Giê-xu và quốc gia và những bài giảng trên núi. Thật ra mình chỉ đọc lại cái phần này của giáo sư Trần Trung Ngọc. Ông đã mất cách đây vài năm. Mình rất ngưỡng mộ những cái đề tài nghiên cứu này. Thật ra thì mình cũng chưa bao giờ đọc tới Kinh Thánh, mà mình cũng đang đánh vô là Kinh Thánh, Tăng Ước, Cổ Ước, thì tự nhiên nó lòi ra cái phần này. Cho nên mình muốn chia sẻ đối với những con người ai đọc được sẽ nghe, bất kể đang làm việc hay đang làm gì, chúng ta nghe để hiểu thêm một vấn đề. Có nghĩa là chúng ta cần có thêm nhiều vấn đề ở trong thế gian này, có thêm một kiến thức để chúng ta có thêm một vũ khí để chiến đấu khi chúng ta không biết gì về một lĩnh vực tôn giáo hay là một sự kiện nào đó. Và một số trích dẫn thì chúng ta sẽ không đủ căn cứ để nói chuyện với những tôn giáo đó. Cho nên chúng ta thường thường khi nói đến tôn giáo, chúng ta hay câm nín, câm lặng. Tại vì mình đâu có biết vấn đề đó đâu mà mình nói. Cho nên mình muốn chia sẻ để tất cả đều có những khái niệm, những bằng chứng cụ thể, trích dẫn thực chất trong Phúc Âm và Tăng Ước, Cổ Ước. Chứ mình không tự bịa ra một câu nào mình nói nha. Nếu mình bịa ra một câu nào mình nói thì đó không phải là bài nghiên cứu của tôi. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Đề tài sau mình sẽ làm về vua David